nói về Trà Bồng là nói đến quế. Quế Trà Bồng nổi tiếng và được xác lập kỷ lục về quà tặng của châu Á. Trà Bồng còn là nơi đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Co. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa luôn được đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây đặc biệt quan tâm. Lần đầu tiên trên địa bàn huyện Trà Bồng có câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Co. Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Co tại thôn 2 xã Trà Thủy vừa được thành lập vào giữa tháng 8 năm nay. Đây là tổ chức xã hội tự nguyện mang tính chính trị xã hội của những người hoạt động khai thác, sưu tầm dân ca, dân nhạc, dân vũ phổ biến nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của dân tộc Co. Xã Trà Thủy cũng là nơi còn lưu giữ nhiều bộ chiêng quý của dân tộc Co. Toàn xã hiện có gần 200 bộ chiêng. Người dân nơi đây luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn tài sản quý giá của dân tộc. Linh hồn của người Co chỉ có cái chiêng dùng trong cuộc sống. Linh thiêng của ông bà để lại. Không dám bán, nếu mà bán cái này đi thì để mất gốc. Chẳng con cháu mình phải bảo quản giống như tôi, ví dụ là sau này hết đời tôi, con cháu phải giữ bảo quản lại. Trà Bồng nổi tiếng về nghệ thuật trình diễn đấu chiêng. Đấu chiêng của người Co Trà Bồng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2019. Toàn huyện hiện có gần 70 đội cồng chiêng ở các xã, thôn, khu dân cư. Mỗi đội cồng chiêng được thành lập và duy trì hoạt động là nơi sinh hoạt văn hóa, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, việc truyền dạy nghệ thuật cồng chiêng luôn được duy trì ở nhiều địa phương. Nhiều già làng, người có uy tín, nghệ nhân ở huyện Trà Bồng đã rất tích cực trong việc trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc Co. Là mình còn khỏe, mình cũng đừng nói tiếp cận truyền dạy cái thế hệ sau này, khi mình già rồi là mình không nói nữa. Thế hệ tới là cái tiếp cận như vậy là hết cái trách nhiệm, nên hết lớp rồi tới lớp sau này là gìn giữ mãi mãi. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Đảng bộ, chính quyền huyện Trà Bồng luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, đặc biệt là bản sắc văn hóa của đồng bào Co. Năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đồng bào Co. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện ủy Trà Bồng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của nghị quyết là ngăn chặn hiệu quả nguy cơ mai một các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, tạo một bước chuyển biến căn bản rõ nét trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, làm thay đổi về nhận thức trong xây dựng đời sống tinh thần giàu bản sắc của các dân tộc, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, từng bước giảm nghèo bền vững. Mà sau khi sắp nhập huyện thì đồng bào Co là chiếm tới 66%, cho nên là chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt và đồng thời cũng quan tâm nhiều hơn nữa về điều kiện về kinh tế. Song song với văn hóa thì kinh tế cũng phát triển theo. Mục đích cái phát triển bảo tồn di sản văn hóa Co là để nhằm cùng cộng đồng phát triển gìn giữ bảo tồn và đồng thời thực hiện cái du lịch, đặc biệt nhất là du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực và một số các du lịch khác. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là một trong 10 dự án trọng tâm của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn từ năm 2021 đến 2030. Đảng bộ, chính quyền huyện Trà Bồng sẽ tiếp tục chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Đây là sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực
để Trà Bồng thoát khỏi huyện nghèo trước năm 2030.